Xin chào. Bếp ăn kỳ duyên của gia đình mình hôm nay mình sẽ làm một món bắp non chiên bột. Đây là bắp non. Mua về mình sơ chế, rửa sạch sẽ xong thì mình luộc. Luộc để một chút bột ngọt với muối cho nó vừa ăn thôi. Luộc trái bắp cho nó chín. Còn đây là bột chiên giòn. Mình cho vào đây một chút hành, một chút hạt nêm, tiêu và một chút nước lạnh. Khuấy cho bột đều lên. Vừa sạch thôi, đừng có quá lỏng. Mình đánh cho bột nó tan đều ra, cũng đều gia vị nữa. Rồi, đây là bắp non mình đã luộc sẵn. Mình cho chung vô cái tô bột luôn. Tiếp tục là mình cho một cái chảo dầu lên bếp. Chảo dầu nóng. Mình trộn cho bắp cho đều với bột. Xong thì mình múc từ trái, nó có dính cùng với bột, trộn chung vô. Trộn đều. Mỗi một trái bắp mình đều múc cho nó đều với bột. Như vậy thì mình chiên trái bắp nó vừa giòn mà nó vừa có bột giòn ngon. Thế không các bạn? Đây cũng là một món ăn chay đơn giản. Mình sáng kiến là mình chế biến cho bữa ăn của gia đình mình. Tại vì trong bắp non mình luộc xong thì mình ăn nó rất là ngọt. Rồi hòa quện với bột thì nó sẽ giòn. Làm cho bữa cơm của mình nó cũng hấp dẫn thêm. Các bạn cũng thử làm đi nha. Rất là đơn giản. Dễ làm lắm. Một chút xíu bột chiên giòn, một chút xíu hạt nêm, hành, tiêu, trộn cho đều bột lên. Rồi bắt chảo nóng lên là chiên. Xong, mình đợi cho nó vàng thì mình sẽ trở bề. Rất là nhanh gọn cho bữa cơm gia đình của mình. Rất là gọn gàng, đơn giản phải không? Dễ làm lắm. Thì đây là nồi canh mướp của gia đình mình bữa cơm ngày hôm nay. Tắt bếp cho hành lá vô. Vì mình mua mướp này là mướp hương cho nên khi nấu canh cái mùi mướp nó rất là thơm, bốc lên nó làm cho mình thơm ngon, làm cho chúng ta cảm giác thèm ăn. Mướp hương là một loại mướp trồng của dân dã của người miền Tây, nó nấu thì nấu chín nó rất là thơm, nó bay cái mùi rất là thơm ngon hơn là mướp bình thường. Rồi miếng nào vàng mình sẽ trở bề cũng nhanh lắm. Nó vàng rất là ngon. Cái món bắp giò chiên bột này nó vừa đơn giản nhưng mà nó cũng vừa ngon miệng lắm. Có khi mình ăn tráng miệng hay hoặc là mình ăn cùng với cơm chấm nước sốt cũng ngon.
Mới nhìn vô trong chảo nhìn thấy giống con cá chiên bột. Giống con cá linh hay con cá gì chiên bột lắm. Cái trái bắp non khi mình luộc lên rồi nó rất là ngọt. Cho nên khi mình chiên với bột rồi mình ăn vừa vừa bột vừa bắp nó rất là ngon. Nó có hương vị đặc biệt lắm. Cái nước đã chín khom cho ra tô chuẩn bị cho mâm cơm, chuẩn bị cho mâm cơm chay đơn giản vừa tinh khiết vừa bổ dưỡng rất là ngon. Rồi cái bắp chiên của mình thì miếng nào nó vàng thì mình sẽ gấp ra cho nó ráo dầu, rồi mình gấp nó vàng mình gấp ra trước, còn những miếng còn lại thì mình đợi cho nó vàng trở bề tiếp. Vàng rất là ngon phải không các bạn, nhìn giống con cá lồng tông chiên bột lắm. Thấy nó đơn giản nhưng mà nó cũng là món ăn ngon cho người ăn chay. Nó là món ăn đơn giản bình thường hàng ngày của gia đình. Bởi vì khi mình ăn chay thì mình sẽ đổi mỗi ngày. Mình sẽ chế biến món này món nọ lạ mắt và lạ khẩu vị khác. Mình cứ ăn hoài một món nữa sẽ cảm giác ngán. Thì người ta ăn mặn thì người ta mỗi ngày người ta cũng thay đổi món ăn. Thì tại sao người ăn chay mình không thay đổi, phải không? Cho nên chúng ta cũng thay đổi bữa ăn khác thường của mình. Ngày ăn chay thì cũng là tất cả những đồ chay thôi, nhưng mà mình chế biến theo kiểu khác. Mỗi ngày là một món khác lạ để mình ăn tăng khẩu vị của gia đình của mình. Nó không bị ngán. Bởi vì ăn chay mãi mãi suốt đời thì mọi thứ đều phải thay đổi theo hàng ngày. Mặc dù tất cả đều là đồ chay, nhưng mà cách mình thay đổi món ăn thì cũng làm cho khẩu vị của mình nó khác lạ, rồi nó giúp cho mình ăn chay bền bỉ hơn, lâu dài hơn. Rồi, cái món bắp chiên bột hôm nay của mình nó đã hoàn thành. Mình tắt bếp, cho ra đĩa rồi các bạn. Rất là ngon, tuyệt vời. Mọi người những người mà cùng thưởng thức nha. Nhìn một dĩa bắp chiên bột của mình hôm nay rất là hấp dẫn. Ngon, cũng bổ dưỡng, rất là đặc biệt. Không có mất công gì nhiều hết. Rồi như vậy là nghề mâm cơm chay của gia đình mình ngày hôm nay đã hoàn thành. Một món ăn rất là đơn giản nhưng rất là ngon.